Phở dê thấu đá là món ăn ngon và cao cấp, rất tốt cho sức khỏe. Cách chế biến gần giống như món phở bò nổi tiếng của người Hoa ở Sài Gòn. Để kinh doanh mô hình quán phở dê thấu đá, cần phải có bí quyết chế biến riêng để tạo ra món ăn ngon và đẳng cấp này. Anh Quang đến từ Thủ Dầu Một, Bình Dương, nhận thấy tiềm năng kinh doanh mô hình phở dê thấu đá tại trung tâm Bình Dương. Anh đã tìm đến thầy Y để học bí quyết chế biến món ăn này. Hôm nay thầy dạy cho anh Quang từ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Anh học cái món phở dê thấu đá. Thì cái món này phải nói là nó là món đẳng cấp. Nó đặt đạt lên cái đỉnh là làm thành một cái thố đá đó, và một cái đĩa dê ha, gồm có dê tái rồi tới dê chín rồi mọc dê, rồi thêm những cái như là rau củ ha, để hành ngò để và bánh phở nữa, rồi các loại rau thơm. Nó làm thành một cái đĩa rất là hấp dẫn và kết hợp một cái thố đá là cái nước phở dê rất là nóng và thơm ngon đó. Đây là một món ăn phải nói là nó đẳng cấp. Anh Quang đã được thầy Y giảng dạy, truyền nghề ngay tại bếp trung tâm của Nespay, nơi được thiết kế để sản xuất và chế biến các món Việt ngon và đẳng cấp. Tôi tên là Nguyễn Minh Quang. Hôm nay đến với học món phở dê của thầy Y và với mục đích là để kinh doanh. Thầy Y đã hướng dẫn anh Quang từ cách lựa chọn thịt dê, cách sơ chế, xử lý và bảo quản thịt dê để đảm bảo dê luôn mềm, tươi ngon và không có mùi hôi. Về cái cách chế biến về một cái phở dê phải nói là nó cũng cầu kỳ ha. Nó là một cái loại phở mà theo cái cách nấu của người Hoa đó, thì giống như là loại lẩu dê vậy đó. Nó được cũng hầm nước dùng phải là kỹ lưỡng để tạo được cái nước lèo nó thơm ngon và trong đó. Và cách ướp hương nêm gia vị đó là thầy hướng dẫn để làm rất là tỉ mỉ. Các công đoạn như hầm xương, ướp hương, nêm gia vị, luộc thịt, cắt thịt, làm mộc dê, hút chân không, bảo quản tủ đông, tủ mát được thầy Y chỉ dẫn rất cặn kẽ, giúp rút ngắn nhiều thời gian chế biến. Thầy Y đã truyền đạt cái bí quyết nấu phở dê cho tôi rất là rõ ràng và chi tiết, cũng như lúc học thầy chỉ rất là dễ hiểu. Thầy còn hướng dẫn cách làm sa tế, các loại sốt chấm ngon cho món phở dê như sốt chấm chao, sốt chấm tương bần, sốt chấm tương đen. Ngoài ra thì thầy còn hướng tới là cái làm công nghiệp, tức là sẽ làm sẵn một số cái công việc có thể dự trữ được thời gian lâu. Như vậy là giảm được cái công việc hàng ngày, giảm được nhân công cũng như là cái nhiên liệu mình sẽ dùng. Như vậy thì nó đảm bảo cái hiệu quả kinh doanh nó cao trong cái kinh doanh mô hình này. Thì với mô hình này phải nó có những cái khác biệt để tạo nên một cái sự đột phá trong cái ẩm thực, và đặc biệt là cái ẩm thực trong một cái phân khúc cao. Không chỉ được trải nghiệm học tại bếp trung tâm, anh Quang còn được thầy hướng dẫn phương pháp ra món tại quầy phở của nhà hàng, cách bố trí, sắp xếp quy trình bán hàng để đưa ra tô phở thố đá nóng, thơm ngon và nhanh chóng. Quy trình từ sắp xếp từng loại thịt, chan nước lèo, rau nêm và cuối cùng là bưng ra cho thực khách thưởng thức đã được thầy Y hướng dẫn theo mô hình kinh doanh thực tế. Thầy chỉ trong lúc cách sắp xếp thầy rất là khoa học và hiệu quả, cách bố trí rất là gọn gàng và cái thao tác mình làm nó cũng rất là nhanh và dễ. Thầy Y luôn đồng hành với học viên trong các buổi truyền dạy bí quyết và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai kinh doanh. Anh Quang rất hài lòng từ những trải nghiệm với thầy Y và tự tin sẽ triển khai kinh doanh thành công mô hình phở dê thấu đá tại Bình Dương. Sau khi học xong với thầy Y, tôi rất cảm ơn thầy vì thầy đã nhiệt tình và truyền đạt cho tôi cái bí quyết học món phở dê. Tôi rất tự tin để về Bình Dương, Thủ Dầu Một để kinh doanh món phở dê bát đá của thầy Y truyền lại.